Sáng ngày 5 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quy chế sẽ áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 với nhiều điểm cần lưu ý. Theo đó, sẽ tổ chức thi 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu là chương trình lớp 12. Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm, bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài thi môn thi: Ngữ văn 120 phút, Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút, 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được thi buổi đó. Đồng thời, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với môn thi tự luận, thí sinh có thể rời phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi. Trường hợp cần thiết như đau ốm phải cấp cứu, thí sinh được ra khỏi phòng nhưng có sự giám sát của công an.